Công xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với video của anh Ba Công ngày hôm nay. Ngày hôm nay Công lại đến với một góc đường khá là quen thuộc với người dân Phú Nhuận Bình Thạnh. Đây chính là góc đường của chợ Bà Chiểu. Nơi Công đứng chính là đầu chợ Bà Chiểu và phía trước mặt kia chính là đường Bạch Đằng. Ở đây cũng chính là cái đoạn đường mà chúng ta sẽ đi tham quan ngày hôm nay. Đoạn đường Bạch Đằng của quận Bình Thạnh. Có thể là các bạn không biết là gần khu này cũng có một đường Bạch Đằng nữa, là Bạch Đằng của quận Tân Bình. Nó nằm ở cái hướng đầu Phạm Văn Đồng mà đi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Thì quay lại với đường Bạch Đằng của quận Bình Thạnh. Đây là một đoạn đường điểm nóng kẹt xe, nhưng mà khúc cuối ngã tư Hàng Xanh đó các bạn. Còn cái đoạn đầu này thì rất là ít, chủ yếu là đông đông xe thì có chứ ít khi nào mà kẹt. Ở đoạn đường này cũng có khá nhiều những cái tiệm nổi tiếng như là tiệm Kiềm Nghĩa hoặc là bánh Đức Phát, bánh ABC. Đó là những nơi những cái tiệm mà lâu năm ở trên con đường này, nhiều người biết và bán đồ ăn khá là ngon. Ở góc đường này nhìn qua phía bên kia, phía bên tay trái đó các bạn, có một quán cà phê là cà phê Bamboo. Ngày xưa chính là cà phê Trung Nguyên, nhưng mà bây giờ đã đổi chủ ra cà phê Bamboo. Cà phê Trung Nguyên đã dời qua mặt bằng cách đó 2 căn, cũng nằm ở trên đường Bạch Đằng, nhưng mà nó không còn là vị trí hai mặt tiền đẹp đẽ nữa các bạn. Góc đường cà phê Trung Nguyên cũ là một góc rất là đẹp, ngồi ở trên tầng 2, tầng 3 nó cực kỳ mát, và một nơi mà chúng ta có thể cùng bạn bè cuối tuần mà tới đó mà thư giãn. Thì đoạn đường Bạch Đằng này khá là ngắn, nhưng tập trung rất là nhiều các cửa hàng. Các bạn có thể thấy ở bên tay phải đường rất nhiều những cửa hàng bán đồ trang trí nội thất. Các bạn, nó giống như đường Ngô Tất Tố vậy. Ngô Gia Tự, đúng rồi, là đường Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự là con đường bán trang trí nội thất cực kỳ nhiều của thành phố. Thì đường Bạch Đằng này cũng vậy, nhưng không có nhiều và không có nổi tiếng bằng Ngô Gia Tự. Ở đây bán bàn ghế tủ, nệm, da giường, gối, nói chung là tất cả những cái thứ gì mà chúng ta trang trí nội thất khi xây nhà mới thì ở đây đều có bán, và có khá nhiều tiệm. Tới đây là chúng ta có thể thấy là lượng lưu thông xe rất là đông. Khi mà Công đang đi trên con đường này để quay cho các bạn xem thì lúc này là khoảng 11 giờ trưa, không phải là giờ cao điểm hàng ngày nhưng mà cũng là giờ đông xe của trong ngày. Thì giờ cao điểm ở buổi sáng và buổi chiều thì các bạn đã biết, nhưng dứt 11 giờ trưa thì một số công ty cũng ra đường, mà nhân viên công ty ra đường mua đồ ăn đó các bạn, nên đường cũng khá là đông. Vì đoạn này chính là điểm nóng kẹt xe, thông thường vào giờ cao điểm thì nó kẹt rất là nhiều, kẹt dài dài cho tới ngã tư Hàng Xanh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, về phía đi ra Thanh Đa. Đoạn đó thì kẹt cực kỳ nhiều. Còn cái đoạn ngã tư Hàng Xanh thì từ hồi mà có cầu vượt Hàng Xanh đã giảm thiểu khá nhiều những trường hợp mà kẹt xe. Nhưng giờ cao điểm thì đi qua ngã tư Hàng Xanh vẫn cực kỳ vất vả các bạn. Đây, như các bạn thấy ở trên màn hình là đã bắt đầu kẹt xe nè các bạn. Ở hiện tại thì chúng ta vẫn có thể nhúc nhích được khá là nhiều, có thể chạy đứng lên xe buýt được. Nhưng ở giờ cao điểm thì đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nếu mà ai chưa từng đi qua con đường này thì có thể trải nghiệm thử vào những lúc giờ cao điểm từ thứ hai thứ sáu. Không bảo đảm mà cái sự kẹt xe ở đây sẽ không làm bạn thất vọng. Một cái đặc sản đặc trưng của Sài Gòn, đi đâu cũng kẹt xe. Nó đường rất là đông các bạn. Đang là giờ trưa nhưng mà hôm nay khá là mát, do trong mùa mưa. Những cái ngày mưa buổi sáng thì buổi trưa nó mát như thế này đó các bạn. Ở phía trước của chúng ta chính là ngã tư của Bạch Đằng và đường Đinh Bộ Lĩnh.
Nếu chúng ta quẹo phải thì sẽ ra Điện Biên Phủ. Còn quẹo trái thì không được vì đường Đinh Bộ Lĩnh ra đường một chiều. Nó bắt đầu từ bến xe Miền Đông và kết thúc ở đường Điện Biên Phủ. Đông xe quá các bạn. Các bạn có thể thấy cái ngân hàng Đông Á ở góc trái đó các bạn. Đó chính là cái góc hai mặt tiền của đường Đinh Bộ Lĩnh và đường Bạch Đằng. Ở đây khi mà dừng đèn đỏ, nếu may mắn thì các bạn chỉ đợi một hai đợt đèn đỏ các bạn có thể qua, còn nếu các bạn không may mắn thì ba bốn đợt, thậm chí nhiều hơn. Và trong mùa mưa như thế này, nếu chúng ta đang đợi đèn đỏ lúc trời mưa thì thực sự là khó chịu. Không có gì mà khó chịu hơn việc mình đi xe máy lúc trời mưa mà dừng đèn đỏ hết các bạn. Ở phía trước khi mà chúng ta đi về hướng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh mà ra đường ra ngã tư Hàng Xanh thì ở đoạn đó buổi tối có bán cháo trắng và cháo đậu. Thật ra cháo trắng và cháo đậu là hai món không có gì đặc biệt, nhưng ở thành phố này chúng ta kiếm cháo trắng thì dễ nhưng mà kiếm cháo đậu thì không có bao nhiêu chỗ bán hết các bạn. Chúng ta về miền Tây thì ở đâu cũng có bán cháo đậu, chợ nào cũng có, nhưng mà ở thành phố chúng ta không thấy rất là ngộ. Cháo trắng thì bán rất là nhiều nơi, khá nhiều nơi nổi tiếng như món cháo trắng, nhưng mà rất là hiếm những nơi mà vừa có cháo trắng vừa có cháo đậu các bạn. Đôi khi thèm ăn cháo đậu thì phải chịu khó đi xa chạy ở nơi này mà mua. Bây giờ chúng ta quẹo phải là chính là ngã tư Hàng Xanh đó các bạn, một những ngã tư nổi tiếng nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Phía trước ở trên chính là cầu vượt Hàng Xanh, chỉ mới được xây ở vài năm gần đây, chắc là khoảng một chục năm cỡ cỡ đó, không có nhớ rõ. Ở phía bên kia đường chính là Xô Viết Nghệ Tĩnh đi về hướng quận nhất. Xô Viết Nghệ Tĩnh của đoạn này hai chiều, từ chiều Bình Thạnh qua quận nhất và quận nhất ra Bình Thạnh và hết đường ở cầu Thị Nghè. Còn Xô Viết Nghệ Tĩnh từ ngã tư Hàng Xanh mà về phía Thanh Đa thì nó là đường một chiều các bạn. Dù là một chiều nhưng mà nó kẹt xe cực kỳ kinh khủng, có những khi kẹt xe cả tiếng đồng hồ, chúng ta không thể đi nhích nổi 200-300 mét ở nơi đó. Còn với đoạn bên đây thì hai chiều lại ít xảy ra được kẹt xe, dù là nơi lưu thông chính từ quận Bình Thạnh qua quận nhất và nơi mà mọi người đi làm về từ quận nhất về Bình Thạnh. Ở trên đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh này thì một thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều chung cư mà nằm ở trong hẻm các bạn, không phải nằm ở mặt tiền. Các chung cư nằm ở trong hẻm ở đây đã xuất hiện khá nhiều, ngoài ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh còn có nằm trong đường Ngô Tất Tố nữa các bạn. Sắp tới sẽ có một cái ngã ba Mũi Tàu mà chúng ta quẹo trái sẽ đi vào đường Ngô Tất Tố. Đường Ngô Tất Tố thì sẽ thông ra Ba Son và có đường thông qua quận 2 cầu Thủ Thiêm đó các bạn, thì nơi đó mọc lên khá nhiều chung cư. Một trong những con đường nhỏ nhưng mà rất là đắt giá của quận Bình Thạnh các bạn. Đối với cái đoạn đường này thì nếu mà ai có biết có một nơi bán há cảo khá là ngon và bán buổi chiều tối, nó nằm ở cái hướng Mũi Tàu mà công vừa nói lúc nãy, đi vào trong khoảng 300 m nằm bên tay trái. Nếu các bạn nào có dịp tới đây thì có thể tới đó thưởng thức, khoảng 3-4 giờ chiều bán tới tối nha các bạn. Họ bán khá là đắt và rất là ngon, giá cũng bình dân, một dĩa tầm 25-30 ngàn. Ngày xưa trên đoạn đường này ngay góc Mũi Tàu chính là siêu thị 10 ngàn. Thời gian nó mới mở thì khá nổi tiếng các bạn, tức là bán tất cả các sản phẩm đồng giá 10 ngàn. Cái nào mà không tới 10 ngàn thì họ sẽ bán hai sản phẩm, còn cái nào mắc hơn 10 ngàn thì họ không bán. Đó nằm ngay Mũi Tàu mà trước mặt các bạn ở bên tay trái đây, chỗ điện máy tự do đó các bạn, chỗ đó chính là siêu thị 10 ngàn. Công nhớ khi đó cái bộ cờ cá ngựa khoảng 3 ngàn thì họ bán 3 bộ 10 ngàn, nhưng mà cờ tỷ phú 4 ngàn thì họ cũng bán 3 bộ 10 ngàn các bạn. Siêu thị 10 ngàn nó có nhiều sản phẩm thú vị. Thì video của ngày hôm nay đi tham quan con đường Bạch Đằng tới đây con xin phép được tạm dừng.
cũng đi khá là xa và hẹn gặp lại mọi người ở video sau, cùng Công đi tham quan các đường phố, các ngóc ngách của Sài Gòn, các văn hóa giao thông và những người lưu thông ở trên đường phố. Xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với video của anh Ba Công ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.